sự lựa chọn cuối cùng của các thành viên bên phía của Renex để lắp ghép vào vị trí hỗ trợ, đó chính là Alistar. Và cả hai đội tuyển đều mang ra cho mình một cái đội hình mang tính hướng giao tranh rất là mạnh nha. Vậy nên có thể đây sẽ là một cái ván thi đấu ở đầu game tương đối là chậm rãi tới từ cả hai bên. T1 và Renex đều sẽ có một cái ý tưởng là sẽ cố gắng vận dụng được cái đội hình giao tranh tổng về giữa của ván thi đấu để kiểm soát mục tiêu nhiều hơn. Đó là một kịch bản thôi. Còn Renex nếu như mà họ có thể thì họ sẽ cố gắng khai thác lên khu vực đường trên được với cái sự kết hợp của Sejani, Rekton, hoặc là nếu như mà Fate có thể di chuyển cố gắng khóa vào người chơi rớt của phía T1 để tạo được thêm cái sức mạnh cho Rekton Rascal, thì khi đó thì đến giai đoạn giữa của ván thi đấu, khả năng bơi của Rekton sẽ trở nên nhỉnh hơn so với khả năng băng vào của Na. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả, chúng ta hãy cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên của cặp BO3 giữa T1 đối đầu với cả Renex trong khuôn khổ lượt về của LCK mùa hè 2023, đã được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng LCK tiếng Việt trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok cũng như là GG Live. Và các bạn đừng quên rằng chúng tôi vừa có cập nhật thêm một nền tảng mới là OnLive TV, với việc là theo dõi trực tiếp thì sẽ có những phần quà vô cùng là hấp dẫn. Còn chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên của cặp BO3 này. Một cặp BO3 mà cả hai đội tuyển đều mang ra một đội hình khá là truyền thống. Mặc dù là cái sự lựa chọn Rell ở trong tay của Honor là hơi bị lạ ở trong cái phiên bản 13.13 này thôi, nhưng mà nhìn chung vẫn là hai carry và ba chống chịu mở giao tranh đến từ cả hai đội tuyển. So với người chơi rừng bên phía T1, cấp độ 6 có lẽ sẽ có sớm hơn rất nhiều dành cho Honor, nhưng khu đứng trên rất đang ở một thế khó. Rớt vừa hết Na khổng lồ, Na tí nị của anh ta với nửa cây máu còn lại, liệu rằng có bị tấn công băng trụ hay không đây. Rascal không có tốc biến, nhưng anh ta có thần cá sấu, rất thấy nguy hiểm. Và đó là pha quy flat thành công tới từ Croco, bôi choáng làm vào tới từ Rascal. Và đường trên của DX là người có được chiến công đầu. Chỉ số lính thì đang ngang bằng so với cả rớt bên phía bên kia, nhưng với điểm chiến công đầu thì cái lượng kinh tế của Rascal rõ ràng đang nhỉnh hơn. Và nếu như bước vào trong một tình huống giao tranh thì chắc chắn rằng là bộ ba Rascal, Croco và Fate cũng sẽ không quá quan ngại rồi. Và bây giờ trước hết là ganh được Bobby đã nào. Croco đang có mặt ở đây, lao ra, Bola bằng hàng tung ra và Bobby không kịp làm gì cả. Không kịp làm gì cả thật luôn, tốc biến vẫn còn, chỉ kịp thời đẩy ra một cú phân chia thiên hạ. Sau đó là bỏ mạng lại dành cho Croco. Croco vẫn đang có những tình huống ganh cực kỳ hiệu quả, với hai mặt hàng gục của DX có được đều là hai pha ganh tới từ Croco. Một pha ganh băng trụ và một pha ganh ở sau thời điểm mà anh ta có được cái Bola bằng hàng. Và Bobby đã không đủ phản xạ với tốc biến của mình và anh ta cũng không có giày thủy ngân nữa. Những món trang bị mà Bobby mang ra là một cái bí chiến thuật truyền cùng với một cái sách quỷ. Đây là những món trang bị nhằm hướng tới trang bị thần thoại sớm dành cho một Azir để tiếp tục khả năng đẩy đường, nhưng anh ta bù lại thì không có được khả năng chống chịu trước lượng sát thương và chế rất lớn đến từ cặp đôi mid ở bên phía DX. Anh ta phải nằm xuống với một mạng nữa dành cho DX. Ở tại thời điểm này thì Honor đang là người di chuyển vào để kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên, nhưng bỏ lại rớt khu đứng trên đơn độc rồi. Bobby có dịch chuyển nhưng anh ta không còn phân chia thiên hạ nữa. Rớt ở Na tí nị, Rascal có sẵn trên 50 độ cùng với đó cú dịch chuyển tới từ Bobby, thì quyết định đến từ bên phía của DX là chấp nhận buông bỏ pha băng trụ này. Bắt buộc phải tìm ra một cái lợi thế để các thành viên bên phía của Renex có thể khai thác được thêm vào người của rớt thôi, bởi vì cái lượng tài nguyên bỏ ra ở đường giữa nhiều quá rồi nên họ phải nhường lại con rồng dành cho T1. Tuy nhiên đó là một cái nhịp di chuyển cũng tương đối là hợp lý tới từ bên phía của Bobby nữa, thì buộc phải dịch chuyển lên, mặc dù là tài nguyên thì không còn, nhưng mà 2-3 thì rõ ràng là vẫn hơn là 1-3 rồi, và giữ được cho rớt vẫn trụ được thêm đường một nhịp nữa để có thể farm thêm. Bobby có dịch chuyển, Fate thì không, Fate đang đi bộ, và đó là cú dịch chuyển trở lại khu đường trên đến từ các đường đơn của T1 để họ sẵn sàng cho tình huống giao tranh 5v5 đầu tiên trong ván thi đấu này. Hai cú dịch chuyển của Zerg cùng với Bobby, nhưng Zerg vẫn đang ở Na tí nị. Rascal sẵn sàng vào ra phía sau, Bola băng đưa ra trượt tới từ Croco. Honor đang tìm góc để có thể mở pha móc thành công. Pha mở tới từ Honor ép được quả tông nổi dậy của Paradox, anh ta hút lại đối phương với cú chiêu cuối lưu hút kinh hoàng của mình. Sát thương của T1 tiến sau là có, nhưng Barrow đã chống chịu rất tốt với chiêu cuối của mình và Honor đang bị kẹt lại. Honor một máu và Honor lên bảng đếm số, cú móc thành công tới từ Carrier, chiêu cuối bồi vào đến từ Zerg. Thiếu không chế chồng vào tốt để T1 gỡ được một mà hạ gục. Và đó là tình huống giao tranh 1-1 đến từ cả hai bên. Và Carrier thực sự đang có một ván thi đấu mà cái phong độ với những tình huống móc mỏ neo của anh ta đang cực kỳ tốt. Lúc này thì con rồng nguyên tố thứ hai xuất hiện. Carrier gọi sứ giả khu đứng giữa để lấy thế cho T1 tại con rồng này. Và DX đã quyết định đưa ra tình huống bỏ rồng để tấn công lên khu đứng trên. Con sứ giả được Carrier gọi thì ở thời điểm này T1 đang không có nhiều người để tạo áp lực, và khả năng cao nó sẽ không thực hiện được cú hút của mình. Có hút được hay không đây? Một nhịp nữa không hút được rồi. Hơi đáng tiếc cho con sứ giả của các thành viên bên phía của T1. Và Renex là người có được công trình đầu tiên ở trên toàn bản đồ, đó là cái trụ một đường trên, nơi mà Fate đã được cử ra để đẩy lẻ khi mà các thành viên của T1 họ đang tập trung đông người vào khu vực đường dưới. Và Kyria gặp nguy hiểm, Kyria phải tốc biến bỏ chạy sau khi móc mỏ neo vào tường. Một ván đấu vẫn đang khá là căng thẳng.
khi mà cả hai bên đều đang giành giật những lợi thế cho riêng mình. Về bên phía DX thì họ đã có những pha tấn công một cách hiệu quả của Croco để mang lại những mà hạ gục tại các khu vực đường đơn. Nhưng điều kiện thắng của họ là con Seiya trong tay Paradox thì đang chưa thực sự là một Seiya quá xanh trong ván thi đấu này. Ở đường cánh thì rớt với mùa đỏ đang tấn công ép Rascal phải dùng chiêu cuối của mình để rút lui. Thậm chí Rascal phải tốc biến bỏ chạy với một chấm máu solo kill dành cho đường trên của T1. Zidane đã có ở món trang bị thứ hai đến từ Zeus. Ở trong ván thi đấu này thì anh ta đã từng suy nghĩ đến chuyện pick một con Saiyan ở khu vực đường trên để đánh thủ hòa. Nhưng ở những giây cuối cùng thì tôi không biết là anh ta đang suy nghĩ về điều gì. Nhưng anh ta quyết định chuyển sang một con Na. Có vẻ như anh ta đang thấy DX ở một chuỗi trận thua 3 trận liên tục. Nãy giờ bên phía T1 họ vì là họ chủ động đánh chậm, vậy nên là tạm thời đang đợi cho các chủ lực có được tài nguyên đã. Sau đó thì khi bước vào những pha giao tranh lớn, cụ thể là con rồng tiếp theo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được chiêm nghiệm cái nguồn sức mạnh của hai đội tuyển. T1 quyết định ăn Baron sớm rồi. Quyết định ăn Baron ở ngay thời điểm phút 21 của ván đấu với lượng sát thương tới từ Kai'Sa và Azir theo thời gian. Đây đặc biệt là một con Azir lên mặt nạ thống khổ nữa, cú bạo thành công tới từ Kharia. Baron không còn nhiều máu, Croco không tiếp cận được, hất tung liên tục. Hất tung một lần nữa tới chúng với Poppy, Poppy tốc biến xuống. Baron thuộc về cú trừng phạt đến từ Honor. Nhưng ngay sau đó thì Poppy bắt buộc phải bỏ mạng lại. Phi hồ lần cuối đến từ Fate vẫn còn đấy, ta tiếp cận và hai thành viên phía của T1. Và ai sẽ là mục tiêu được chọn cho tình huống hôn gió đây? Mục tiêu được chọn đã là Gumayusi. Gumayusi quyết định tiết kiệm cú thanh tẩy của mình để dùng chiêu cuối rút lui. Và T1 có được 4 bùa lại Baron trả giá bằng 1 A gục dành cho DX. Tình huống giao tranh diễn ra có rất đông thành viên yếu máu, đặc biệt là hai hỗ trợ, nhưng mà cả Kharia và cả Vero đều có thể rút lui với một chấm máu. Và để rồi thứ nằm xuống đến từ cả hai bên là những cái trụ của họ mà thôi. Cùng với đó là con rồng nguyên tố thứ 3 thuộc về phía T1. Đây đang là một tình huống xử lý rất tốt trong nhiều những tình huống kết hợp lẫn nhau của T1. Hất tung đến từ Kharia, hất tung tới từ Poppy, Croco bất lực trong việc tiếp cận Baron. Họ gỡ được mạng của Poppy và sau đó gỡ được thêm trụ một khu đường giữa. Nhưng ngay sau đó là một tình huống mà T1 cũng đã có mặt để cân bằng áp lực, có được trụ một đường giữa của DX và có luôn con rồng nguyên tố thứ 3. Ngưỡng rồng 3 trong một đội hình mạnh về dọn đường sau ván đấu của T1 là một ngưỡng rồng ấn tượng, và linh hồn rồng cũng là một linh hồn rồng mạnh. Arapa Play chỉ dừng lại con số 1.200 tiền và nó chưa phải lượng tiền quá ấn tượng mà T1 có sau con Baron này. Tuy nhiên thì thời gian của nó vẫn còn lại khoảng chừng 25 giây để họ nới rộng khoảng cách. Croco vào vị trí và anh ta quăng bộ là bằng hướng tới Gumayusi. Guma thanh tẩy, sau đó bắn trả người trở lại, chiêu cuối được dùng để rút lui đến từ Gumayusi và Poppy. Poppy dính combo bỏ hốc nghiền nát của Barrow, nhưng đồng đội tiến sau Barrow chưa vào, lúc này Rascal tới. Poppy không tốc biến đã phải lên bản đếm số. Bên phía bên kia thì Honor lao lên nhưng không bắt được ai cả, rất tới các bạn hơi trễ nhưng anh ta vẫn vét được một mạng với tình huống quăng bộ bên của mình. Và Barrow đang bị kẹt lại giữa cái đĩa mặt trời của Poppy. Sau đó thì anh ta cũng đang bị tấn công liên tục bởi Zeus và khả năng cao anh ta cũng sẽ phải nằm xuống mà thôi. Double kill dành cho Zeus rồi. Phần còn lại của T1 tiếp tục càn lên tìm kiếm thêm ma gục, cú bao thành công tới từ Kharia. Rascal bị tốc biến dứt điểm mã gấu thứ 3 cho T1. Croco thì đang phải bỏ nhà đi bụi và anh ta đang bị chăm sóc bởi Honor cùng với Gubayusi. Đây là phần sân nhà của T1. Croco sẽ dùng cú đột kích băng giá của mình để tiếp cận Honor, vì anh ta biết bên phía bên kia ở tường đang là một con Kai'Sa với hai trang bị lớn. Đây là tình huống hack kim thuật trượt đến từ Honor, mất rất nhiều thời gian đến từ Honor để tiếp cận Croco, làm choáng cuối cùng đã thành công rồi. Gumayusi mất rất nhiều thời gian để tiếp cận, anh ta đã phải đi bộ vì con Kai'Sa này không còn tốc biến, không có thanh tẩy, không có chiêu cuối bên phía bên kia. Rất tốc biến Apply thành công, tình huống trời lông vũ đến từ Paradox và sau đó anh ta solo kill xạ thủ đối phương nằm xuống dưới trụ rồi. Ở cánh còn lại Croco không nằm, Croco bằng một cách nào đó thì anh ta vẫn sống sót và về được đến nhà chính của DX. Những tình huống chuyển thật sự là rất khó chịu tới từ Croco với liên tiếp những tình huống đột kích bằng giá qua bên kia bờ tường để có thể bỏ chạy ra đâu chống lại pha giao tranh này. Một pha giao tranh mà các thành viên bên phía T1 tưởng chừng như là họ hơi bị rời rạc bởi vì Gumayusi bị zone ra ngoài rất là xa. Poppy là người không, cũng dường như không có một tác động quá là cụ thể cho pha giao tranh này lắm. Gumayusi cũng không có đủ năng lượng để xả sát thương. Nhưng khi mà rớt tới thì giao tranh mới bắt đầu sáng nước hơn cho bên phía của T1. Renex họ chỉ còn biết tháo chạy thôi khi mà lượng tài nguyên là không còn đủ đầy một chút nào cả. Còn rớt, đợi khi nào biến trở về Na khổng lồ thì mới lao vào cân trụ và cân cả ba đắp luôn. Rất là tính toán. Nếu như mà không có được con rồng thì khả năng giao tranh của họ, cụ thể là khả năng giao tranh của T1 sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Bây giờ Renex họ đang phải đánh ở cửa dưới và họ sẽ buộc phải lựa chọn một trong hai. Nếu như mà có cơ sở để tấn công vào con Baron thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ cần phải tập trung lại để có thể tiến ra Baron nhiều hơn. Khi mà sau khi có được cái buff từ Baron rồi, khả năng phòng ngự của Renex cũng sẽ ổn trở lại và khi đó họ sẽ câu được thêm một vài cái lượng thời gian nữa để giúp cho Paradox và Fate có thêm trang bị. Tôi nghĩ là thời điểm này DX bắt buộc phải tìm cớ để đánh nhau thôi. Chứ nếu như để con Na cấp độ 17 của Zeus tiếp tục để cánh thì không còn công trình nào cho DX để cạnh tranh cả. Khu đứng dưới chắc chắn là bất trụ 2 rồi. Nhưng DX đang muốn đẩy để di chuyển ra khu vực hang Baron. Vấn đề của họ trong việc ăn Baron là lượng sát thương theo thời gian của họ. Với con Seiya 2 đồ rưỡi này của Paradox có lẽ sẽ hơi mất thời gian một chút trong việc dứt điểm Baron. Và T1 sẽ cố để cho Zeus đẩy lẻ với dịch chuyển.
Barrow đang tìm góc để mở với góc vòng đến từ Rasko cùng với Barrow. Đây là những góc tiếp cận được Kumayoshi cùng với Pobi. Nhưng tốc độ Baron của họ quá chậm. Họ chưa lấy được quá nhiều máu đến từ Baron và T1 có rất nhiều thời gian để phản ứng đi tìm những mục tiêu đang có định vòng sau. Người được chọn đó là Barrow. Barrow bị tấn công. Anh ta mất chiều cuối để rút lui. Rất tiếp cận nhà chính đối phương, dịch chuyển về đến từ Rasko rồi. Phần còn lại tại Baron thì đó là pha hồn gió thành công đến từ Fate. Nhưng Pobi vẫn còn khá khỏe. Pobi lao vào để phân chia thế hạ. Baron nhiều máu đã thuộc về cú trừng phạt của Honor. Và sau đó là tiếng giao tranh diễn ra, nơi mà các chủ lực bên phía của Nick đang cực kỳ yếu máu. Họ từng người lên bảng đếm số, nằm xuống cả 4 người tại Baron. Một pha Baron thảm họa dành cho các thành viên phía của DX. Và đây là cú dịch chuyển để kết thúc ván đấu tới từ Pobi. Có thể sẽ là end game đến từ thành viên về phía T1 được luôn rồi. Với tốc độ đẩy của con Na trong tay của Zerg, với tốc độ đẩy của con Azir trong tay của Pobi. Rất đơn giản, các thành viên T1 lấy về chiến thắng đầu tiên trong cặp BO3 này. Một tình huống xử lý thông tin vô cùng tuyệt vời tới từ bên phía T1 khi họ đã khai thác được vào điểm yếu ăn Baron rất chậm của Drenex và tràn thẳng vào mở giao tranh, lấy về chiến thắng để vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Và những cái cú phân chia thiên hạ của Pobi đang phần nhiều là để cố gắng bảo kê cho xạ thủ, bảo kê cho Zerg, để cho hai người chơi này thỏa sức chơi game mà thôi. Vậy nên là Kyria sẽ cần phải đảm thêm nhiệm vụ nữa. Còn bên phía của DragonX, đây sẽ là một cái vị tướng cũng có khả năng bảo kê tốt dành cho Paddock. Thêm đó cũng là cái cơ sở để mở giao tranh cho DragonX, đó chính là Brom trong tay của Barrow. Một hỗ trợ chống băng vào rất tốt, và đối với phía T1 có tới 3 vị tướng cần phải băng vào, đó chính là Maokai, Rayton cùng với Leona. Với những cú làm choáng tới từ nội tại của Brom thì hai xạ thủ như là Tristana và Varus là những xạ thủ có khả năng sâu sát thương mạnh. Không, hoàn toàn đồng ý ạ. Chúng ta sẽ cùng bước đến với ván thi đấu thứ hai trong cuộc đua lượt về giữa T1 cùng với DX. Chuỗi trận thua 3 trận liên tục của T1 và chuỗi trận thua 5 trận liên tục của DX. Và lúc này T1 chỉ còn cách chiếc ve đến với đoạn vòng playoff đúng một ván thắng nữa mà thôi. Còn hành trình tiến với đoạn vòng playoff của DX sẽ trông gai hơn rất nhiều khi họ đã để thua trong ván đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Với một đội hình tính chất tương đối khác biệt đến từ cả hai bên thì để xem là liệu rằng họ sẽ triển khai điều kiện thắng của mình như thế nào. Và rất hy vọng các bạn sẽ để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho channel YouTube, Facebook, TikTok, DJ Live và cả online của SK Tiếng Việt. Nếu như yên bình diễn ra trong khoảng thời gian ban đầu thì mỗi rừng sẽ chia nhau một cua ở hai cánh khác nhau và sẽ không có những tình huống va chạm sớm. Giống như ván thi đấu đầu tiên, pha thiên đỉnh kiếm vào có vẻ hơi sâu tới từ Kyria. Anh ta bị làm choáng, một tính tới hai hết từ trụ. Một sai lầm tới từ Kyria. Ở cấp độ 2 thì rõ ràng là cơ sở tấn công là có, nhưng pha thiên đỉnh kiếm vào tầm trụ vừa rồi đã khiến cho hỗ trợ của T1 mất đi phép bổ trợ tốc biến, cùng với đó là mất đi tương đối nhiều máu. Và Honor không biết liệu rằng là đã nhìn thấy tín hiệu di chuyển của Coco hay chưa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc chắn là chưa rồi. Một tình huống vòng sau cực kỳ là xa tới từ Coco và bắt được Kyria rồi. Kyria không có tốc biến nào cả và Kyria sẽ phải nằm xuống. Chiến công đầu thuộc về Paddock, lao vào tới từ Coco để cố gắng đòi nốt cái tốc biến và cái thanh tẩy tới từ Kumayoshi. Đầu tiên là cái thanh tẩy bị giữ chân lại lần hai, sau đó là tốc biến theo tới từ Coco luôn, đánh cực kỳ cục tới từ chân đi rừng của Drenex. Và Honor buộc phải có mặt để có thể hỗ trợ cho chiến xạ thủ của mình. Drenex họ đánh vô cùng là chủ động. Tình huống di chuyển để kiểm soát dòng nguyên tố đầu tiên của ván đấu tới từ DX với những nhịp đẩy tốt tại khu đường dưới của Paddock. Và đây sẽ là ván đấu mà Paddock hướng tới một Varus sát lực, chứ không phải là Varus giao điện static hay là AP. Nó có thể dẫn tới một tình huống bị thiếu về nguồn sát thương phép trong đội bên phía của DX. Nhưng họ sẽ bù lại được một khả năng đi đường rất tốt dành cho Paddock khu đường dưới với những tình huống cấu dỉ bằng mũi tên xuyên phá. Tỷ lệ bắn mũi tên xuyên phá trúng của Paddock trong ván thi đấu này cũng đang là khá cao. Và bây giờ T1 họ là người tiến vào con sứ giả trước, nhưng nãy giờ là tiến vào sứ giả tới tận 3 lần rồi. Họ chưa thực sự all in được mà thôi, họ chỉ đang thử xem là cái nguồn sát thương của mình có đủ hay không. Và các thành viên bên phía của Drenex họ vẫn đang cố gắng di chuyển xoay quanh nó. Pobi cũng đang có mặt ở đây, Coco cùng với cả Barrow đang đi cùng với nhau. Rasko sẽ bị cô độc một chút. Chiêu cuối được tung ra tới từ Honor, trừng phạt tốt tới từ bên phía của T1. Họ có sứ giả rồi, họ lao vào giao tranh. Coco tốc biến bỏ chạy, quy qua một cái bờ tường, trả lại Bola bằng hạt. Và bây giờ Rasko đang tới, nhưng mạng đã có dành cho Kyria rồi. Fate nhảy vào bắn, Kyria còn rất tâm máu, Kyria vẫn còn đang sống. Người nằm lại có thể sẽ là Fate. Fate rất tâm máu, Fate đã phải nằm rồi. Nhưng ngược trở lại cũng đã có hai mạng trong phía của Drenex. Đó chính là ba mạng thì đúng rồi, đã một kill dành cho Paddock. Khi mà Paddock có mặt kịp thời sẽ bị hạn chế một chút đi cái khả năng chống chịu tới từ Pobi, nhưng tuy nhiên thì khả năng gây sát thương sẽ là tương đối tốt. Nhưng mà rồi Kumayoshi tốc biến còn, thanh tẩy còn, đầu tiên là mất cái dịch chuyển cổ học đã, và bắt đầu là tất cả mọi thứ nhồi vào, tất cả mọi thứ được nhồi vào cùng một lúc, và Kumayoshi không cần phải bấm cái gì cả, ta nằm xuống và mạng dành cho Coco. Tuy nhiên câu trả lời của T1 sẽ là thả con sứ giả ra ở khu vực đường giữa để đẩy tài nguyên cho Pobi. Nếu như mạng đó được nhường lại dành cho Fate hay là Paddock, nó sẽ tốt hơn rất nhiều cho bên phía của DX. Pha tấn công tới từ DX, nhưng đây là một con Leona
Phía sau thì Tristana của Fed chưa tới kịp và Parak đang phải khu đường dưới để đón lính cùng với An Khiên Trụ, nên sẽ không có sát thương dứt điểm Kerrera trong pha vừa rồi. Rớt có dịch chuyển và Rớt đã bắt đầu bấm biến trở về nhà rồi. Liệu rằng có dịch chuyển hay không đây rồi. Đứng chờ để có thể dịch chuyển trở lại tới từ Rasko luôn. Sẽ là giao tranh 5v5 nổ ra. Honor tung ra trực cuối. Croco phải là người đứng chè. Nhưng Barrow đang mất rất nhiều máu. Barrow không thể trụ được nữa rồi. Một chấm máu anh ta đã phải nằm xuống. Bên phía này Phô bị bắt. Phô bị nằm lại. Còn Padak. Padak cũng không được chơi game. Và xạ thủ của Renex đã phải gục ngã. Chỉ còn lại một người chơi xạ thủ nữa là Fed. Nhưng dàn chắn của bên phía Renex đã không còn tài nguyên nữa rồi. Và con rồng sẽ thuộc về bên phía T1. Tình huống giao tranh 5 đánh 5 và T1 là những người có được lời hơn một mạng hạ gục trong pha giao tranh vừa rồi. Họ có một tình huống giao tranh kẹp ở hai hướng khác nhau và đã khiến cho tuyến sau của DX là Parak bị bắt lại. Mặc dù DX đã gỡ được một mạng hạ gục tới từ Pobi với tình huống sự chiêu cuối khá hay của Rascal. Tuy nhiên thì dòng nguyên tố là mục tiêu họ bắt buộc phải buông bỏ. Những gì họ đang cố gắng làm là bào máu trụ khu đứng giữa của T1 với cái gói chất nổ của Fed, cái bọc thuốc súng của Fed. Tình huống tập trung lại tới từ cả Honor và Kyria để có thể hỗ trợ cho Pobi đẩy thêm một nhịp nữa vào cái trụ này. Nếu không rằng Pobi sẽ là người cực kỳ vất vả. Và hơn nữa rằng T1 họ sẽ không đổi lại được bất cứ một cái gì cả. Một cái trụ, cái công trình đầu tiên dành cho bên phía của T1 ở trong cái ván thi đấu thứ hai này, giúp họ ít nhất là mở ra được một cung đường để có cái khả năng phòng ngự tốt hơn và không bị gặp cái áp lực quá là cao là ở khu vực đường trên. Và từ đó thì có thể giúp họ kiểm soát được hơn nữa cái lực tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baron. Cái nhịp rồng cũng chưa phải là quá là nhanh ở thời điểm hiện tại. Đây là con rồng thứ 3 của bán thi đấu nhưng mà mới chỉ là con rồng thứ 2 của Renex thôi. T1 họ vẫn sẽ có thể kiên nhẫn được. Tiếp tục là một pha mũi tên xuyên phá nữa trúng tới từ Parak. Gumayoshi đang là nạn nhân và đây là tình huống mà Honor đang bị tấn công. Anh ta còn tốc biến dính vô là băng, dính cả băng địa chấn cùng ánh sáng đưa ra. Nó vào tối kiên cường, Honor bị bắn và anh ta mất máu cực kỳ nhiều. Honor tốc biến đi với một chấm máu, Kerrera đâm vào phải là hơi sâu nhưng Barrow yếu máu rồi. Barrow đã có rút lui người nằm xuống đầu tiên, đó chính là Kerrera. Dịch chuyển tới từ Rascal. Và anh ta dịch chuyển ở một vị trí đảm bảo rằng anh ta sẽ không gặp nguy hiểm. Và đội của anh ta vẫn có những áp lực để rút lui trong tình huống này. Parak cũng đang có một cái lượng trang bị nhỉnh hơn một tẹo so với cả Gumayoshi nữa. Với cái bố chiến Scofield và bây giờ Gumayoshi có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Những cú quy của Parak nãy giờ thì đang có phát trúng phát hụt nha. Và Barrow vừa có một ý tưởng là sẽ định lao lên để mở giao tranh với chiêu cuối của mình. Tuy nhiên không thành công rồi. Và Renex họ đang chạy thẳng lên khu vực nửa trên của bản đồ để hướng tới cái phần kiểm soát về con Baron này. Thậm chí là họ cũng đang muốn lao vào để thử sát thương của nó luôn. Hai xạ thủ nhưng mà cái tốc đánh của Parak thì lại không có. Nên họ đang muốn câu kéo T1 ra để có thể mở giao tranh hay chăng đây. Chiêu cuối của Coco vẫn đang còn ở bên phía bên này là một tình huống lao vào. Và đó là Parak không được chơi game thêm một nữa. Parak mất quá nhiều hoa mạng dành cho Gumayoshi. Và T1 họ đang tràn lên với Zerg là người đứng đầu. Zerg đang bơi cực kỳ nhiệt bên phía bên trong. Zerg đã phải nằm xuống. Đang phục kill dành cho Fate. Và Fate đang nỗ lực bắn. Honor lao vào. Kê được Fate rồi nhưng Fate vẫn đang bắn quá thoải mái. Fate nhảy đi được. Và Fate vẫn còn đang sống. Bên phía bên kia thì còn Gumayoshi. Gumayoshi tìm thấy Fate rồi. Gumayoshi có điểm mạng gục. Còn Rascal dọn dẹp nốt chiến trường với cái mạng của Honor. Gumayoshi không nên lao lên thêm nữa. Và đó là một tình huống 4 đổi 4 tới từ cả hai đội tuyển ở khu vực hang Baron. Và chúng ta lại chuẩn bị được tiếp tục theo dõi một tình huống giao tranh lớn nữa nổ ra rồi. Cái lượng tài nguyên mà cả hai bên tiêu tốn ở khu vực hang Baron là tương đối là nhiều, với những cú tốc biến, những cú hồi máu, những cái chiêu cuối. Và đang chờ thời điểm để những cái chiêu cuối hồi lại đã thì họ mới có thể giao tranh tiếp được. Vừa rồi là một tình huống côi sáng bắn ra tới từ Guma để có thể kéo máu được Barrow của Coco. Tuy nhiên, Renex họ đang có một câu trả lời khác. Họ đang muốn tạm thời bỏ con rồng này lại đã và hướng lên khu vực hang Baron thêm một lần nữa. Đây là tình huống mà họ xác định là giao tranh tại khu vực hang rồng không phải là lợi thế của DX nên họ chuyển hướng. Đó là bộ là bằng chuẩn xác. Q3 thành công từ Rascal, chiêu cuối bồi vào từ Varus của Parak, mở đường trượt tới Rascal nhưng Honor không còn tốc biến, anh ta nằm lại giữa đội hình của DX và sau đó thì Gumayoshi cũng đã phải dùng thanh tẩy để cố gắng rút lui trước khống chế của DX. Một pha đổi hướng cực kỳ nhanh tới từ DX và họ đã thành công trong việc bắt lẻ được Honor, người không có tốc biến trong pha giao tranh vừa rồi. Họ tham lên cái tốc biến của Honor từng giây từng phút và bây giờ thì Kerrera đang phải là người đi đầu để trách bụi. Những cái bụi cỏ chắc chắn sẽ có nhiều sát thương trả lại đến từ bên phía của DX. Và không còn trừng phạt đến từ đội bên phía T1, họ bắt buộc giao tranh. Người đi đầu sẽ phải là Zerg, sẽ phải là Kyria. Gumayoshi bằng khung ánh sáng được tung ra, có được một lượng máu tương đối. Tốc độ ăn bao đoan của Renex không phải là quá nhanh nhưng T1 họ đang tìm đường để có thể vào. Kyria đang là người đi đầu, không còn trừng phạt thì sẽ là hơi khó. Họ phải tìm góc để giao tranh thôi, họ không giao tranh được nữa rồi và Zerg đã bị tấn công. Zerg có thể bơi về được và Baron dành cho Renex ở phút thứ 26 của bản thi đấu. Lượng sát thương tới từ Tristana, 3 trang bị lớn của Fed. Anh ta thậm chí trong ván thi đấu này hướng tới hẳn một cái khăn giải thuật và cả giày thủy ngân nữa. Cấp độ 16 dành cho Tristana của Fed. Đây thực sự là ván đấu mà đứng giữa bên phía DX đang thể hiện khả năng gánh tội tốt. Obi thì không còn nhiều máu, cùng ánh sáng vừa rồi thì nó không chạm được vào người bên phía DX bởi vì Barrow đã có pha phản xạ tốt với cái tối kiên cường. Và DX đang muốn tấn công thêm cả vào trụ 3 của T1. Tốc độ phá trụ đến từ hai xạ thủ nó quá nhanh. Ít nhất sẽ là một đường link siêu cấp dành cho DX cùng với Baron khoảng chừng 4.000 tiền. Thái Dương Asan. Nhưng Parak thậm chí không cần phải nhấn thanh tẩy vì chẳng có bất kỳ áp lực nào dành cho xạ thủ DX cả.
Kroko đứng che rất đơn giản và Kyria cũng không có cơ sở để có thể lao vào trong cái pha đó, bởi vì đồng đội của Kyria sẽ đứng rất là xa nếu như mà Kyria đưa ra cái thiên đỉnh kiếm. Và bây giờ là thêm công trình ở cục đường giữa nữa, Renex họ đang đẩy cực mạnh với bùa lợi Baron. Một con Baron mà khiến cho bên phía của T1 tan cửa nát nhà thật sự luôn, họ không phòng ngự được bởi vì họ không thể nào chạm được vào các thành viên bên phía Renex. Những tình huống cuối sáng bắn ra thì liên tiếp bị outplay bởi Vero. Những cú quy của Kumashi thì cũng không có tầm quá là xa. Và đó là hai cửa tới từ bên phía của Renex, sau đó họ mới rút ra khu vực hàng rào. Chỉ một tình huống quyết định bỏ mục tiêu đến từ DX thôi, họ đã thu lại được một thành quả vô cùng ấn tượng. Đó là một tình huống quyết định bỏ con rồng nguyên tố thứ tư của bán đấu, nó chỉ là rồng 2 của T1. Và nó cũng không phải là con rồng họ bắt buộc cạnh tranh nữa. Chuyển hướng lên đánh Baron và kéo T1 vào một tình huống giao tranh thất bại. Obi đang muốn tận dụng một chút thời gian chống của mình để đẩy khu đường dưới, và vừa rồi anh ta gỡ thành công một trụ có tiền thưởng mục tiêu. Tuy nhiên anh ta sẽ cần phải trở lại nhanh vì nhịp đẩy đến từ DX đang là nhịp đẩy rất là áp lực. Với tình huống này thì Kumarishi đã bắt buộc phải mua một cái dìu Tiamat để đẩy đường, dọn lính trước áp lực tới từ 3 đường lính siêu cấp. Rasko đã tạt bên phía cánh phải với áp lực rất lớn tới từ những tình huống tích quy 3 của mình. Và liệu rằng các băng trụ diễn ra hay không đây, Kumarishi trước đây đã bị cấu rỉ mất máu tương đối rồi. Thái dương Asan chỉ làm chậm mà thôi. Một đội băng chuẩn xác rất bị giữ chân lại bởi rất nhiều khống chế và rất không tỉnh nổi. Phát lao và tung chiêu cuối, hất tung quy 3 đến từ Rasko. Honor kẹt lại, anh tốc biến đi với một chấm máu, tốc biến theo bắn tay làm choáng nội tại Brom, và sau đó rất điểm thành công về chân dưới đối phương đến từ Fate. Và sau đó là một cú quy flash tới từ Brom của Vero, đặt một dấu nội tại. Kumayoshi không còn nhiều máu, bắt buộc phải giật về. Với di chuyển của họ bỏ lại Kyria phía sau, người không còn tốc biến. Cú ánh sáng trả lại lượng sát thương khá lớn tới từ vị trí của Kumayoshi, nhưng anh ta chưa có sát thương dứt điểm. Anh ta vẫn chưa có sát thương dứt điểm. Paradox bắn được, Paradox có double kill. Fate nhảy thẳng lên, Fate tấn công Kumayoshi. Kumayoshi nỗ lực để gỡ mạng nhưng ta không gỡ được mạng nào cả, quét sạch không mất bất kỳ một ai với triple kill dành cho Paradox. Và chiến thắng trong bán thiếu thứ hai, gọi tên DX. Một pha giao tranh vô cùng tuyệt vời của dòng xanh Renex với những tình huống xử lý vị trí cho tới thông tin vô cùng tuyệt vời. Họ biết được rằng thành viên của T1 buộc phải đánh tràn ra, vậy nên là họ bình tĩnh chờ khi mà T1 bắt đầu hăng máu lao vào, họ mới triển khai giao tranh ngược trở lại. Nhưng đi cà phê đó không phải là một hỗ trợ búp mà là một hỗ trợ mở giao tranh chống chịu với Alissa. Còn lựa chọn cuối cùng dành cho phía DX là một con Maokai. Và để xem là Maokai đi rừng hay là Rell đi rừng thì khả năng cao sẽ là Maokai đi rừng trong tay Kroko. Còn Rell sẽ là Rell mở giao tranh trong tay của Barrow với vai trò hỗ trợ. Một cái ván thi đấu mà có lẽ rằng các đội tuyển cả T1 lẫn Renex cũng sẽ cố gắng trèo kéo đến giai đoạn cuối của ván thi đấu đây. Cái giai đoạn giữa với Zeri rồi Azir, bên phía bên kia thì Jayce cùng với cả Saya. Hai trong số những cặp đôi đánh về giai đoạn giữa và giai đoạn nửa cuối của ván thi đấu cực kỳ là căng. Rất có thể rằng T1 của bản Renex đang thật sự muốn cẩn thận ở trong cái ván thi đấu cuối cùng này. Không biết là liệu rằng đội hình này đi đường thì liệu rằng có một đường nào thắng của DX hay không, khi mà những chất tướng của họ đều là những chất tướng có thể bị kiểm soát rất là tốt bởi đội hình bên phía T1. Chúng ta sẽ cùng phải chờ xem. Cả hai đội tuyển, cả T1 và Renex đều đang cho thấy một cái giai đoạn cấm chọn với một cái lối chơi tôi nghĩ rằng là cũng khá là giống nhau ở trong cái ván thi đấu thứ ba này. Cái nguồn tắc thương hỗn hợp đều là có, khả năng giao tranh về giai đoạn giữa đều là có, giai đoạn đi đường có thể sẽ là chậm rãi. Chúng ta sẽ cùng phải chờ xem rằng khi mà bước qua cái khoảng thời gian giai đoạn đường kết thúc và tới ngưỡng kiểm soát thì đội tuyển nào sẽ là đội tuyển làm tốt hơn. Thưa các bạn khán giả, chúng ta hãy cùng nhau tới với ván thi đấu cuối cùng của cặp BO3 giữa T1 đối đầu với cả Renex trong khuôn khổ lượt về của LCK mùa hè 2023 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt trên các nền tảng như là Facebook, YouTube, TikTok cũng như là GG Live. Và chúng tôi cũng vừa cập nhật thêm một nền tảng mới là Online TV với những cái phần trả lời câu hỏi ở trên sóng trực tiếp để có thể nhận về các phần quà. Các bạn đừng quên theo dõi. Bắt đầu khởi động rồng luôn đến từ các thành viên bên phía Renex. Và T1 thì hợp lý thôi đúng không ạ? Khi mà đường trên đang được đẩy rất là mạnh, thậm chí rằng ở đường giữa Poppy đang làm rất là tốt nha. Poppy đang có chỉ số lính nhỉnh hơn so với cả Fate bên phía bên kia và đang ép cho Fate liên tiếp phải farm ở trong trụ. Vậy nên là bờ sông trên đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát các thành viên bên phía T1, thậm chí rằng là Honor đang tiến vào để cố gắng ăn nốt cho mình con bùa đỏ, nhường lại bãi người đá dành cho Zerg luôn. Chia tài nguyên ra cực kỳ là hợp tình hợp lý đến từ bên phía của T1 để họ có được lượng tiền, lượng kinh tế nhỉnh hơn so với cả dòng xanh Renex. Giải cả chiều cuối để ăn bãi người đá căng. Thì muốn cạnh tranh bãi người đá và rớt biết rằng lúc này thì không có giao tranh cánh trên nên anh ta quyết định đầu tư cú chiêu cuối để farm thêm phần rừng đối phương. Cánh dưới thì Kroko đã kiểm soát thành công con rồng nguyên tố đầu tiên và áp lực một pha băng trụ của Kumayoshi đang đơn độc. Alista của Kyria ở quá xa và đó là một tiếng băng trụ đến từ bên phía DX. Kumayoshi bị giữ chân lại cho tới khi anh ta lên bản đếm số 9 không đầu, thuộc về cho Paradox.
có một con mắt được cắm ra tương đối là sâu đến từ bên phía của T1 vào trong phần rừng bùa xanh của Renex để biết được rằng cái vị trí đứng của Croco và Paddock cùng với Fed đang ở đó. Vậy nên T1 họ sẽ tạm thời lui nhẹ ra khỏi khu vực hàng rồng khi mà đang bị cả Barrel chuẩn bị áp lực vào, và cái thế lính ở đường giữa cũng đã mất, buộc phải đẩy Kobe xuống đường dưới để đẩy lên thêm một nhịp nữa. Renex bắt đầu triển khai con rồng đất này. Tốc độ ăn là tương đối bình thường thôi, không quá nhanh, nhưng T1 họ nói rằng họ không có cơ sở giao tranh, họ bỏ rồng để ăn sứ giả, đúng kịch bản. Cũng chưa biết là tại thời điểm này thì con Jerry cho Taegu Mayoshi sẽ là một lượng sát thương như thế nào tiến sau nữa. Tất nhiên là sẽ có thêm sự hỗ trợ tới từ một sát thương theo thời gian tốt, đó chính là Azir Kobe. Nhưng mà không biết sẽ cần bại ủi chiều cuối đường trên được dùng tới từ Croco. Góc độ tiếp cận là cực kỳ khó chịu, rất bị khép góc hoàn toàn đường về của mình. Anh ta giải mưa tên lửa để dọn lính, vì anh ta xác định là pha này anh ta sẽ phải nằm xuống mà thôi. Chiều cuối được đầu tư tới từ Rascal cùng với Croco, rất buông cái tốc biến của mình ra và anh ta lên bảng. Hơi tiếc một chút là mạng dành cho Croco chứ không phải là Rascal để anh ta đẩy mạnh hơn những cái lợi thế ở cánh để lẻ. Và T1 ngay lập tức phản ứng với tình huống gọi sứ giả tại phủ cánh dưới. Alistar của Carrier đang bị bắt lại và anh ta ngay lập tức phải dùng cú bất khuất của mình để rút lui với ngựa máu an toàn. Một thế lính rất đẹp cho T1. Nó sẽ là một đợt lính đẩy chậm và áp lực vào trụ 2 đang mất khoảng chừng hơn nửa cây máu của DX. Và DX đang giành quyền kiểm soát khu vực sông tốt hơn so với T1. T1 đang cần phải mở đường di chuyển ra khu vực hang rồng, nhưng trên đường ra họ đang phải né những kỹ năng định hướng, đặc biệt là những quả cầu sống của Fed. Đường di chuyển ra bờ sông đang tương đối là hẹp và tương đối là tối dành cho thành viên bên phía của T1. Và Fed như đã nói, yêu cầu tiên quyết là phải có những tình huống cầu sập chính xác. Và bây giờ Kira gặp nguy hiểm, Kira lao vào combo dính hai người, mưa tên lửa chảy ra rất là đẹp. Và đang bị tấn công, và đang tốc biến qua kia bờ tường, và Gumayoshi tốc biến sang. Đó là sức mạnh của con Jerry bắt đầu được lên tiếng. Gumayoshi đang bắn và bắn một người ở Fed. Fed nằm xuống rồi đắp một người cho Gumayoshi. Gumayoshi bị tập trung vào Rascal, đẩy Gumayoshi tấp biến bên kia bờ tường. Rascal vẫn đang cố gắng xiên vào người Gumayoshi. Gumayoshi nhảy về được với an toàn. Và Gumayoshi lên tiếng ở khoảng thời điểm mà T1 cần anh ấy nhất, một mạng nữa dành cho Bobby, và T1 có được tất cả mọi thứ mà họ muốn. Một tình huống giao tranh diễn ra và tưởng chừng như đó là một sai lầm vị trí tới từ Carrier. Anh ta là người đầu tiên được chọn cho pha phát động tấn công của DX. DX đang đánh rất chậm và chờ những pha cấu rỉa của mình thì họ phát hiện ra một con Alistar đi lạc. Nhưng đó không phải là tình huống đi lạc của Carrier. Pha này thì Carrier hook vào con xe làm gì tôi không biết nữa. Đây là một tiêu lớn xuất hiện tiếp theo của ván đấu là một con rồng nguyên tố. T1 đang có định để rớt solo rồng và phần còn lại sẽ cố gắng giữ áp lực tại Baron. DX đã tỏ rõ thái độ là họ sẽ không muốn cạnh tranh con rồng này. Và họ sẽ ép ngược trở lại con Baron nếu như T1 có định để rớt solo rồng một mình. Honor đã bị lộ vị trí rồi, một con mắt cắm tại bụi cỏ trạng 3 khu vực đứng trên của đối phương đã phát hiện ra tầm nhìn của Honor. Và đây là tình huống bắt đầu triển khai áp lực tại Baron đến từ phía DX. Nhưng họ chuyển sang tấn công Carrier, người đang đi lạc. Carrier bật chụp cuối cố gắng chống chịu, nhưng anh ta sẽ chống chịu được bao lâu với sát thương đến từ cả bốn thành viên đối phương đây? Có lẽ sẽ phải bỏ Carrier. T1 đang suy nghĩ đến chuyện tấn công khu vực đứng giữa với một trụ dành cho Bobby và Gumayoshi. Rớt đã solo con rồng nguyên tố cánh dưới, nhưng anh ta đang solo dở thì phải nhấn dịch chuyển lên khu vực cánh trên để giao tranh thôi, bởi vì thời điểm này đối phương đã bắt đầu ép Baron 4-5. Tốc độ ăn Baron không phải quá nhanh từ bên phía của Renex, nên T1 họ buộc phải vào. Vẫn còn cái trình phạt trên người của Honor nữa, họ chỉ thiếu chế hỗ trợ mà thôi. Rascal tốc biến sang nhận Honor vào. Honor dính vào chiêu cuối của Croco. Honor đang gặp nguy hiểm. Honor đã phải nằm xuống rồi. Và bây giờ Gumayoshi, Kobe cũng bị cả rớt, đang phải chia nhau để có thể giữ chân Renex ngược trở lại. Renex họ sẽ rút về bằng cánh trên. Bây giờ là Gumayoshi lướt lên bằng người Rascal. Rascal tạo được giáp, Rascal vẫn còn đang sống. Bobby xỉa không tới, nhưng con lính cát nó không nghe lời Bobby. Ở thời điểm mà con rồng xuất hiện thì cũng sẽ là con Baron xuất hiện luôn. Vậy nên liệu rằng T1 họ có quyết định trao đổi mục tiêu hay không đây? Honor đã lộ vị trí ở khu vực hang rồng, vậy nên Renex họ đang bắt đầu đánh lệch lên khu vực cánh trên để cách xa ra khỏi vị trí của Honor, thậm chí có thể lao vào và kiểm tra cái sát thương với cả con Baron này luôn. Cầu sấm tung ra rất đau nha, và người của rớt mà mất 1/3 cây là tương đối nguy hiểm. Fed đang đứng ở trên tầm nhìn nhưng không được quan trọng, bởi vì chỉ cần cầu sấm dính thôi, đứng trên tầm nhìn không quan trọng. Và Fed bắt đầu bước lên, cầu sấm vào một người Poby. T1 họ đang phải lui ra hoàn toàn bởi vì Fed đang vô cùng áp lực với cái sải tay phải gọi là quá dài tới từ vị tướng Jace này. Đây chính là điều mà DX hướng tới ở trong ván thi đấu này. Câu kéo ván đấu càng lâu càng tốt để dây của Fed, người có một tầm hoạt động vượt trội, có khả năng cấu rỉa tầm xa với những quả cầu sấm của mình. Và để tránh khả năng cấu rỉa đối phương, T1 bắt buộc phải mở. Nhưng liệu rằng phương án mở nào sẽ là hiệu quả đây? Honor bị lộ vị trí, Carrier cũng bị lộ vị trí, không ai áp lực vào hai chủ lực bên phía của DX cả. Baron không còn nhiều máu, phát la vào. Honor bị tấn công, anh ta bị bế về giữa đường đối phương, mất Baron rồi. Anh ta bấm đồng hồ câu thêm thời gian, rất bị hất tung bởi cú P3 của Rascal. Guma tìm góc gây sát thương, anh ta bị chăm sóc quá kỹ và anh ta đâm xuống double kill dành cho Paddock rồi. Ai sẽ là người gây sát thương T1 đây? Bobby cố gắng xỉa, ăn được một ma gục và sau đó thì anh ta đang phải rút lui với một chấm máu. Và sau đó là một tình huống Barrel cố gắng hiệu khống chế vị trí Carrier lại.
Carrier hết sát thương, anh ta cũng chẳng có bất kỳ sát thương nào với Alistar này cả. Thậm chí là anh ta có thể gặp nguy hiểm với tình huống tiếp cận tới từ Barrel cùng với cả Paradox nữa. Paradox quét sạch các thành viên phía T1 và sau đó sẽ là tình huống đẩy thẳng để kết thúc vòng đấu tại khu vực trên. Cơ sở để đẩy thẳng là hoàn toàn có từ bên phía của Renex. Cái ngưỡng máu không còn là quá đủ đầy trên người của Paradox, trên người của Barrel. Nhưng không còn ai, không còn bất cứ thành viên nào T1 còn đứng lại ở trên bản đồ để có thể phòng ngự được cả. 35 phút thi đấu trôi qua, hai trụ bảo vệ nhà chính của T1 đã bể và chiến thắng chung cuộc 2-1 dành cho dòng xanh Dragon X. Chiến thắng thứ hai liên tục ở tại giai đoạn vòng bảng của DX trước các thành viên T1 và họ đã có được điểm thứ tư. Thời điểm này thì họ đã cân bằng được với lượng điểm trên bảng xếp hạng của rất nhiều các đội tuyển đang cạnh tranh trực tiếp vị trí của họ. Và T1 tấm vé đến với giai đoạn vòng playoff của họ vẫn chưa ngã ngũ.